Cuốn sách Hoa Lan xin chào cả nhà. Giống như hôm qua em có nói là hôm nay em sẽ lên vàng đỏ xưa và vàng đỏ hoàng kim. Nhưng mà trước tiên thì có cái cây này là cây cát đan hoa. Hoa này là hoa cánh sáp luôn nha. Cây này cũng dạng là xiên hoa đó. Rất là xiên hoa mà hoa cũng cực kỳ bền. Thân lá khỏe, ít bệnh lắm. Cây này dạng ít bệnh. Chậu như vậy em bán là 160.000 đã bao gồm phí ship nha. Thân cuối đã có một nhát cắt. Chậu này em thuần thang, đan hoa, 60.000 đã bao gồm phí ship. Chậu đan hoa, thân cuối đã có một nhát cắt. Cây này là cũng dạng như cây Siri. Siri nó có một tên dài lắm, nhưng mà em gọi tắt nó tên là Siri thôi. Chứ cái tên của nó bắt đầu từ Siri gì đó. Nó sẽ có nhiều loại, nhiều màu nha. Cây này nó có nhiều màu á. Nhưng mà cái dòng này rất là dễ chơi. Tại vì hoa chùm cánh sáp rất bền. Sáng hình như thơm nhẹ thôi. Dạng này thì nó thơm nhẹ. Size hoa như bàn tay của em. Dạng cạch mini. Ôi cái màu này đẹp. Khỏe. 160.000 đã bao gồm phí ship nha. Tiếp theo là một cái cây em chia sẻ mấy cái cây grass với cát trước. Cây này là cây yo-yo. Cây này cây quốc dân của dòng grass nè. Chậu như hình. Em đã cái tay để cho cả nhà thấy được cái size cây. Size cây này là hai thân một măng zin hết. Rễ thì chưa có bám dữ dằn lắm. Chậu này 200.000 đã bao gồm phí ship nha. Chậu này là cái chậu 200.000 đã bao gồm phí ship cho chậu yo-yo không hoa, hai thân một măng zin. Giá là 200.000 đã bao gồm phí ship. Đây là một cái cây mà theo kiểu là cây quốc dân của dòng grass. Tại vì nó rất là khỏe cho hoa chùm. Cái mà mình trồng thành bụi lùm á thì nó sẽ ra được nhiều đầu hoa. Trời ơi, nhiều đầu hoa mà hoa chùm nữa, chịu gì nổi. Hoa thơm nữa nha. Cây này là một cây hoa rất thơm. Nói chung là cái cây này á, trồng á, là lúc nào nó cũng có giá hết trơn. Rồi, tiếp theo là một cái cây. Cây này là cây Trinco Live với Morning nè. Cây này dạng cây sổ. Nhưng mà nó sổ đẹp nha. Mặt hoa em để kế bên á. Hoa rất là to luôn. Hoa thơm và rất là to. Thơm thì không đến thơm nhiều đâu, thơm nhẹ thôi. Tại vì thật sự là em cũng không nhớ nữa ta. Nhưng mà không nhớ là cái, chỉ biết là nó thơm thôi. Còn thơm nhiều thêm bớt thì em quên rồi. Chậu hai thân một măng xin luôn. Cây này á hồi xưa mắc lắm đó. Cây này là tên là Trinco Live với Morning. Đây là cặp Live. Trinco Live với Morning. Em đi hàng đại. Chậu này á thì em cũng thuần thang luôn. Hai thân một măng. Thuần thang, giá 200.000 đã bao gồm phí ship. Hôm nay em bán grass với giá là 200.000 đã bao gồm phí ship cho cái ba chậu này nè. Ba loại thì mỗi chậu là 200.000 đã bao gồm phí ship. Còn cây này cũng là một cây cực kỳ hiếm nha. Đó là một cái cây hiếm á. Nhưng mà hiện tại em chỉ có một cái chậu, tại em không có hàng bán. Cái cây này là cái cây hai cư. Hai cư đo, hai cư gì đó, em quên tên rồi, nó tên là hai cư, em nói chữ hai cư đi, chúng em sẽ ở trong phần mô tả nó sẽ có rõ ràng tên luôn. Cây này cây hai cư. Cây này á ra cây nào là hết cây đó. Ra cây nào là hết cây đó, tại vì á nó cũng ít có người có lắm. Cái mặt hoa cực kỳ dễ thương, cực kỳ đẹp, cực kỳ bắt mắt. Mà hoa bền. Chậu này á, hiện tại em chỉ có cái chậu mà một thân, hai thân một măng, mà cái thân cuối á, nó đã có nhát cắt rồi. Nó đã có một nhát cắt là mất ngủ rồi. Cho nên nó cái chậu này em chia sẻ cho cả nhà với giá là 200.000 đã bao gồm phí ship. Cây này là một mặt hoa rất là dễ thương.
nhưng mà nó cũng rất là hiếm, em không có cây để bán, không có cây để mà ra luôn á, hiếm lắm. Đây là cây hai cư, nhiều người rất thích tại vì nhìn cái mặt qua là, nói chung á, nếu mà đã sưu tầm rác thì nên có cái cây này trong bộ sưu tập của mình nè, một cái cây hiếm. Chẳng lẽ là em để cái cây này lên sẽ bán là 250 ngàn, cái măng này là lên nè, hạnh hai thân em sẽ bán là 250 ngàn, nhưng mà hiện tại á, là em chia sẻ một thân một măng là 200 ngàn để cho cả nhà dễ sưu tầm. Ok, vậy cái chậu hai cương này 200, yoyo này 200, cây cây lai này, Jinko lai với Morning cũng 200 ngàn đó, tất cả đều bao gồm phí ship nha. Riêng cây cát này là 160 ngàn đó, bao gồm phí ship. Rồi tiếp theo là một cây hoàng kim. Cây hoàng kim này cái lá nó đẹp lắm cả nhà. Mà mặt ngoài nó cũng sáng nữa, vàng đỏ hoàng kim á. Cái lá nó sạc sạc sạc, nhìn nó dễ thương lắm. Chậu này là chậu zin, nãy đo nhiêu trời, chắc 11 cm quá, 11 cm, 11 cm là cái thân cuối tờ. Chậu này là chậu zin đó, 11 cm cộng thêm cái măng này nữa nè. Măng này thì đang đi ngọn, chậu này thì đã bám rễ ok rồi, về tưới nước, chăm thêm tưới nước thôi. Giá chậu này là 1,2 triệu đã bao gồm phí ship cho chậu vàng đỏ hoàng kim này nha. Trước lúc trước cũng mắc lắm á, bây giờ nó giảm bớt rồi. Cây này em bán theo chậu á, chậu tiềm năng, cây này là chậu tiềm năng luôn nè. Thuần này là thuần bằng than, có bỏ tại vì em có bỏ thêm một miếng dớn này nè để cho rễ nó nhanh ra chút xíu, chứ lâu quá, chừng thuần mà thuần không á nó lâu quá trời quá đất. Vài bữa nó ok cái em tháo ra hết rồi. Chậu vàng đỏ hoàng kim này 11 cm nha, 11 cm, chậu này chậu zin, giá là 1,2 triệu đã bao gồm phí ship. Và cuối cùng là một cái chậu vàng đỏ xưa. Ê, vàng đỏ xưa hôm nay nó hot lắm nha cả nhà, chậu này cũng rất là tiềm năng luôn. Cái này nó chỉ có một cái lỗi dấu đây thôi, như là cái thân này là cái thân đầu là 11 cm, thân tiếp theo là 10 cm, thân tiếp theo là 10 cm, và thân cuối cùng mới đã có một nhát cắt rồi, em không báo cm luôn, em không có báo cm. Cái này về cả nhà có thể khai thác được, tại vì nó có nhú, nhưng mà nó đợi mình phải nhớ nhú nè, cái nhú một cái mầm nè, ngoại đợi mình phải tác động chút xíu. Cái chậu thân đầu này nó đã có măng rồi nè. Chậu này là một cái chậu tiềm năng, em bán cái chậu này là 1,4 triệu đã bao gồm phí ship nha. Em bán cái chậu này là 1,4 triệu đã bao gồm phí ship. Cây này giờ nó hot lắm, mà trồng ok như thế này, mà nó tiềm năng như thế này thì cũng rất là ít người có đó nè. Măng nó lên, mặt chậu này em chưa có đụng chạm dao kéo gì hết nha. Hai cái chậu vàng đỏ xưa và vàng đỏ cầu thang này nè, em chưa đụng dao kéo gì hết. Anh chị mua về anh chị có thể bấm cho nó nhảy. Hiện tại em chưa có đụng dao kéo gì hết. Chậu vàng đỏ xưa này á, là với giá là 1,4 triệu đã bao gồm phí ship nha. Thật sự là không có cây để bán. Cây vàng đỏ xưa nè, không có cây để bán, không có sản xuất kịp cây để mà chia sẻ cho các anh các chị. Nhưng mà mình nên mua mấy cái chậu tiềm năng như vậy nè, trồng ok rồi, tiềm năng rồi, nhãn măng như vậy nè, nó rất là khỏe luôn. Cái măng nó lên là thấy là chất lượng rồi nè, thấy nó sực sạc không à, sạch sẽ rồi đó. Mấy thường thường mấy cái cây vàng đỏ cầu thang á, cái măng á, nó không có sạch sẽ giống như cái vàng đỏ xưa này đâu. Cây vàng đỏ xưa là cây mật, có mật hoa cực kỳ đỉnh nha, ý là nó rất là sạch, cũng là vàng đỏ luôn, nhưng nhiều cây vàng đỏ 5% vàng đỏ cầu thang á, thì cái mặt hoa nó sẽ không sạch bằng đâu. Nhưng cái riêng cái bạn vàng đỏ xưa này rất là sạch, hai cây này đều không hoa hết.
Bên em là bán hàng bảo hành mật hoa. Tại vì không có mua lung tung, không phải là dạng nhà vườn mà đi gom tùm lum tùm la đâu. Có cây thì mới chia sẻ, không có cây thì ít ít có à, anh chị thấy là em cũng ít thường xuyên lên Dendro là do là em không có đi gom mua ở nhiều nhà vườn. Ok, tách chiếc bán thôi. Đó, rồi. Hôm nay em kết thúc video tại đây nha. Hôm nay trễ quá rồi, em phải đi đón con nữa. Anh chị thích cây nào thì cứ chụp màn hình lại rồi gửi qua Zalo cho em. Số điện thoại Zalo của em là 0903 7048, 0903 7048, số điện thoại Zalo của em đó ạ. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh Hương Sắc Hoa Lan. Nhớ bấm đăng ký cho em nha, và bấm vô cái chuông nữa để khi mà em có video là có thể YouTube nó báo trực tiếp cho anh chị để anh chị theo dõi luôn. Để hỏi hụt cây mua, có nhiều anh chị cứ nói trời ơi tôi mới vừa lên mà đã bán rồi à. Dạ, mấy anh chị bấm chuông á, người ta báo liền á, cho nên là người ta mua lẹ rồi. Rồi, bye bye cả nhà, hẹn gặp cả nhà vào video tiếp theo.